Sáng ngày 30 tháng 7, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã trực tiếp khảo sát diễn biến nguy cơ xảy ra sạt lở tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, Châu Phú. Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân diễn biến nguy cơ xảy ra sạt lở tuyến quốc lộ 91, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã cho biết, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7, trên tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc km 89+272, km 89+336 thuộc địa bàn ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ xuất hiện vết nứt mặt đường quốc lộ 91 với chiều dài trên 60m và bờ sông có hiện tượng sụp lún. Đến sáng nay 30 tháng 7, vết nứt có chiều hướng mở rộng khoảng 7cm và có thêm nhiều vết nứt mới. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ di dời 3 nhà dân và một lều quán có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp các ngành chức năng tỉnh tiến hành lắp đặt biển báo tạm và phân luồng giao thông nhằm giảm tải trọng trên đoạn đường bị răng nứt và tổ chức lực lượng tuần tra kịp thời xử lý nếu phát sinh sự cố. Huyện cũng đã tổ chức kiểm đếm trong phạm vi 40m hành lang an toàn tính từ vết nứt có 68 hộ dân với 260 nhân khẩu để tính toán phương hướng xử lý nếu sự cố sạt lở xảy ra. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã cho dừng các phương tiện khai thác cát trên tuyến sông Hậu, đoạn thuộc xã Bình Long, Châu Phú và chỉ sử dụng các phương tiện này khai thác cát phục vụ cho việc lắp hố sói. Ngay trong sáng nay, ngành chức năng tỉnh đã phối hợp đơn vị liên quan tiến hành xử lý các hố sói xuất hiện trên sông Hậu đe dọa gây sạt lở quốc lộ 91 với kinh phí dự kiến khoảng 25 tỷ đồng. Đồng thời phối hợp Tổng cục Đường bộ và Ban Quản lý Dự án 7 Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành đầu nối tuyến tránh quốc lộ 91 từ cầu Bình Mỹ tới cầu Cây Dương để phân luồng giao thông qua khu vực có nguy cơ sạt lở. Phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các sở ngành tỉnh và huyện Châu Phú thực hiện nghiêm quyết định ban bố tình huống khẩn cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh về nguy cơ sạt lở tuyến quốc lộ 91. Đồng thời các sở ngành huyện Châu Phú phải bố trí lực lượng ứng trực theo dõi tình hình tại hiện trường để có biện pháp xử lý kịp thời. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Châu Phú và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc phân luồng giao thông và lắp đặt các biển báo để đảm bảo lưu thông an toàn. Đối với tuyến tránh quốc lộ 91, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chậm nhất đến 21 giờ hôm nay phải hoàn thành tất cả các công việc như di dời cáp quang, xử lý hệ thống điện, hoàn thiện điểm nối để phân luồng giao thông giảm áp lực cho khu vực nguy cơ sạt lở. Đồng thời có kế hoạch thực hiện việc di dời người dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở và bố trí ổn thỏa việc ăn ở sinh hoạt cho 13 hộ trong khu vực nguy hiểm, cũng như tính toán phương án ổn định nơi ở lâu dài đối với 68 hộ dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng.